Thì thực tế là chúng ta sẽ thấy rằng tay chân miệng thì nó khởi đầu có thể là bệnh nhân có thể sốt nhẹ, sau đó xuất hiện những cái hồng ban bóng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân hoặc rất hồng, rồi sau đó thì có thể diễn tiến nặng hơn bằng cách đó là đã gây ra những cái biến chứng về thần kinh như là đứa bé nó sẽ giật mình chới với, rung tay chân đi đứng loạn choạng, rồi sau đó ảnh hưởng đến hệ thống về tim mạch, rồi sau đó là hô hấp và vấn đề về thần kinh vân vân, thì lúc đó cháu nó sẽ trở nặng và cần phải nhập viện kịp thời. Thì khi nhập viện thì những đa số là những trường hợp nặng. Tuy nhiên năm nay thì chúng tôi nhận thấy rằng đó là cái tỷ lệ các bé đó mà nó dẫn tới cái tình trạng ngưng thở khá nhiều, phải đặt nội soi và thở máy. Thì tình hình dịch năm nay nó nặng chủ yếu là do cái chủng là EV71. Thì cái chủng này chúng ta đã gặp cách đây 10 năm vào cái đợt dịch lớn nhất đó là năm 2011-2012. Thì năm nay cũng do EV71. Tuy nhiên thì phải nói rằng là tình hình năm nay thì cái số ca nặng tương đối là nhiều và tỷ lệ cho dứt thở tương đối là cao. Năm ngoái không có dịch thì cái số ca mà năm ngoái thì nặng mà phải thở máy và lọc máu năm ngoái thì cực kỳ ít, và năm nay thì phải nói rất là nhiều. Tuy nhiên điều mà chúng tôi muốn quan tâm là đó, tuy nó nặng như vậy nhưng nếu như phụ huynh phát hiện sớm, nhập viện kịp thời thì có thể nói hầu hết các trường hợp chúng tôi có thể cứu sống được. Thì hiện nay thì với cái cơ số thuốc còn tại các bệnh viện lớn của thành phố và đặc biệt tại Nhi Đồng 1 á, thì về thuốc chủ lực điều trị tay chân miệng đó là gamma globulin, chúng tôi còn điều trị vào khoảng từ 10 đến 14 ngày nữa. Tuy nhiên thì theo thông báo thì các khoảng tuần sau thì bệnh viện Nhi Đồng 1 được sự cho phép của cục quản lý dược của Bộ Y tế để nhập khẩu tuyến trực tiếp một cái lô hàng về gamma globulin về trực tiếp để dùng cho các cháu. Cho nên chúng tôi hy vọng rằng là cái lượng gamma globulin thì chúng ta có thể đủ dùng để chiến đấu trong vòng hết tháng 8. Ngoài ra thì về vấn đề phenobarbital thì hiện nay thì tuy chúng ta không có phenobarbital tĩnh mạch nhưng chúng ta vẫn có phenobarbital uống, vẫn có thể kiểm soát được. Và như tôi đã nói đó, đối với tay chân miệng vấn đề chính là làm sao các bạn nhập viện kịp thời. Thì với nhập viện kịp thời đó chúng ta có thuốc men, chúng ta có thở máy sớm, chúng ta có lọc máu sớm thì cái cơ hội mà chúng ta cứu sống các cháu rất là cao. Thì phải nói rằng là tình hình dịch nó đang ở đỉnh dịch, các bác sĩ, y bác sĩ làm việc rất là vất vả, tích cực. Tuy nhiên phải nói rằng là với cái tinh thần là hết lòng vì bệnh nhi thì mọi người đều cố gắng san sẻ để tăng cường cái nhân sự. Thì thông thường chúng tôi sẽ tăng cường các bác sĩ nội trú đang đi ở tại bệnh viện đó để tăng cường trực ở các khoa trọng điểm, ví dụ như khoa nhiễm, khoa sức tích cực để có đủ lực lượng để chúng ta có thể điều trị tốt nhất cho các cháu. Thông thường thì hiện nay ở khoa hồi sức tích cực thì một điều dưỡng thì chúng ta chăm sóc 3 đến 4 cháu tay chân miệng nặng. Trong một cái khu trực thì chúng ta thường có 2 bác sĩ. Ngoài ra chúng ta còn có đi kèm các bác sĩ nội trú. Và đặc biệt là chúng ta luôn luôn có một cái đội cơ động sẵn sàng chi viện trong những tình huống quá tải hoặc những ca nặng để có thể đến khoa bất kỳ lúc nào để có thể tham gia trong công tác là cứu chữa các cháu.
Đa số là trẻ từ đâu bác? Từ tỉnh. Ở tỉnh. Thành phố bao nhiêu? Thành phố chú Dung nhóm này chỉ có 2 đứa. Thành phố. Đứa này đừng quay cận cảnh. Cho bác. Yeah.